Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Hoa Lan của mình. Sáng nay mình ra vườn thì mình thấy có cái bông dã hạt này nó nở. Cái này là hàng rừng thôi, mình trồng, mình treo ở rất là cao, mình không có để ý. Sáng nay mình thấy nó nở thì mình quay video mời mọi người cùng ngắm luôn nha. Rất là thơm các bạn ạ. Hàng này là hàng rừng. Hàng rừng rất là rẻ mà. Hồi xưa mình mua có 4 triệu mấy 1 kg á. 1 kg thì được cũng nhiều. Nắng nó chói vô nó mới đẹp các bạn ạ. Đó. Cánh cũng bay, cánh bay và cánh thì hơi bầu bầu, cánh bầu bay. Sáng nay mình mời mọi người ngắm hoa và nghe chim hót nha. Mình trồng hoa thì lâu lâu cũng phải ngắm. Được có hai bông mà các bạn. Ở trên nhà mình có mấy chậu, có chậu kia đang ra nhiều bông lắm. Chậu kia là mình tích. Mình tích.
Cái lá này là nó bị bệnh thán thư á mọi người. Trời mưa xuống xong rồi nó bị thán thư và rỉ sắt này. Mình cũng chả xịt thuốc luôn. Cái này thì các bác có thể xịt Kinkinbun hoặc Ridomingol hoặc là cốc 85 cũng được các bác ạ. Cốc 85 á. Cái này của em thì em ít xịt lắm, em cứ để nó tự nhiên vậy, em treo lên nắng cho nó khô đi. Hoặc là em lá nào ấy quá em cắt bỏ đi, còn lá nào ít thì em có thể chọc, dùng cây tăm em chọc và em bôi hùng nguyễn vào á. Đó, cỏ mọc tự nhiên luôn. Cái cành này cành già, thân già từ rừng về nó bị khô này. Thân già ở rừng mình mua hàng kg về mọi người, mình trồng vô thì nó bị khô. Treo rất trên cao cho nên cũng chả để ý. Nắng lên thì rất là đẹp luôn, công nhận. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã coi video. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.